Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa số 49 trên Phương Pháp Thành Công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái tin tức trong thị trường của chúng ta. Và như mọi người thấy thì ngày hôm nay chỉ số tài phú của chúng ta đã vượt lên cái mức là 1.423 điểm, đúng không nào? Thì về cơ bản thì có những thời điểm thì chỉ số tài phú đã vượt lên cái mức là 1.448 điểm. Đó, thì bây giờ cũng có cái sự điều chỉnh về cái vùng là 1.423 điểm như hiện tại. Và tất nhiên rồi, những cái đồng coin theo chỉ số tài phú của chúng ta thì nó cũng có một cái sự phục hồi rất là tốt. Đặc biệt là trong những ngày qua thì cái ETH có sự phục hồi rất là tốt. Đó. So với các đồng tiền khác khi mà hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin đang ở mức là 64.3400 đô la. Thì có những thời điểm thì Bitcoin cũng đã vượt lên cái mức là 64.800 đô la. Đó. Còn ETH thì bây giờ đang ở cái mức là 2.660 đô la. Là một cái sự phục hồi rất là tốt của cái đồng tiền này. Như là mọi người thấy rằng là cái giai đoạn trước thì đồng tiền này thậm chí đã rơi về cái mức là 2.155 đô. Đó. Thì có cái sự phục hồi như thế này thì là rất là tốt cho ETH. Và các đồng coin khác trong những ngày qua thì chúng ta có một cái sắc xanh bao phủ hầu hết các cái đồng tiền trong chỉ số tài phú của chúng ta. Đó. Nhìn về vốn hóa của thị trường thì mọi người thấy rằng là hiện nay vốn hóa của thị trường đã vượt lên cái mức là 2.331 tỷ đô la. Đó. Khối lượng giao dịch thì đã tăng lên là 97,4 đô la là tỷ đô la đó. Thì mọi người thấy rằng là Bitcoin đã phục hồi về cái mức vốn hóa là 1.200 gần 1.255 tỷ đô. ETH thì mọi người có thể thấy rằng là trong vòng một tuần qua thì cái đồng tiền này nó đã phục hồi 17,3% và trong 24 giờ qua thì phục hồi 4,9%, một cái mức phục hồi rất là tốt. Đó, các cái đồng coin khác như là Solana cũng phục hồi 10%. Đó, các cái đồng tiền coin khác như là Dogecoin hay là Lido cũng phục hồi 17,4%. Thì hầu hết các cái đồng tiền của chúng ta nó có sự phục hồi rất là tốt trong những ngày qua. Đó. Thì đấy là tổng quan chung về cái thị trường trong những ngày qua, thực sự là nó mang lại cái không khí vui vẻ, đúng không nào? Thực ra thì chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều, nhưng mà bởi vì chúng ta đầu tư thì chúng ta khi mà thị trường nó tăng lên thì chúng ta thấy rằng là cái sự vui vẻ nó quay trở lại của thị trường. Đó. Thì thực tế đối với những cái thông tin trong thị trường của chúng ta ngày mấy ngày hôm nay thì nó cũng có rất là nhiều thông tin mà hôm nay Hoàng muốn chia sẻ với mọi người. Đầu tiên phải nói đến đó chính là cái bài phát biểu của ông Donald Trump trong một cái sự kiện, thì ông ấy cũng nói rằng là đây là tôi nghĩ rằng là tiền điện tử có thể là tương lai tươi sáng, có thể chúng sẽ trả hết 35.000 tỷ đô la bằng nó. Đó thì đấy là một trong những cái chia sẻ của ông Donald Trump về và một sự lạc quan rất là lớn cho cái thị trường tiền mã hóa này. Và Hòa thì cũng chưa biết là làm cách nào, hay là ông Donald Trump là những người như này thì ông đang đang có những cái suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện Hoa Kỳ sẽ trả hết nợ bằng Bitcoin, đúng không nào? Cái phương án đó thì mình Hòa cũng chưa tưởng tượng được ra là làm thế nào để làm được điều đó, khi mà chúng ta thấy rằng là cái số nợ của Mỹ hiện tại thì ở cái mức rất là lớn, 35.000 gần 400 tỷ đô la Mỹ. Đó, và nó tăng lên theo từng phút từng giây. Đó, số nợ rất là lớn, rất là khủng. Đó. Thì đấy là một trong những cái tin tức đầu tiên, và chúng ta hãy chờ đợi xem là nếu như Donald Trump lên tổng thống thì ông ta sẽ sử dụng phương án đó như thế nào, và cái cách thức để mà triển khai cái điều đó ra sao, thì chúng ta hãy chờ vào cái điều đó. Đó. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là cái tin tức tiếp theo đó chính là ông Fink này, đúng không? Larry Fink là một trong những CEO của BlackRock. Thì mọi người cũng thấy rằng là ông ta cũng chia sẻ trên một cái kênh truyền thông rằng là tôi đã sai về Bitcoin. Đó, thì đấy là một trong những cái chia sẻ của ông ta trong cái video này. Thì thực ra thì trong một cái thị trường, đúng không nào, khi mà các cái quỹ đầu tư như là BlackRock họ tham gia vào thị trường này thì họ sẽ phải nói tốt cho cái thị trường là cái điều dễ hiểu, và họ cũng phải nói để mà có thể thu hút thêm những nhà đầu tư vào trong cái ETF của họ, đúng nào, thì là cái điều mà chúng ta dễ hiểu. Họ lên truyền hình để truyền thông và họ sẽ tạo ra cái sự ảnh hưởng, tạo ra cái sự thu hút cho cái kế hoạch đầu tư cũng như là cho các cái phương án triển khai cho các cái chiến lược của họ trong cái thị trường đầu tư tiền mã hóa này, thì chúng ta cũng là điều dễ hiểu, đúng không? Nên ông ta nói tốt về cái đồng tiền này cũng không có gì làm lạ cả. Đó thì chúng ta có thêm những cái thông tin và những cái người tên tuổi như thế này họ truyền thông thì nó cũng làm tốt cho thị trường mà thôi. Đó, thì đấy là cái tin tức tiếp theo khi mà chúng ta xem. Thì cũng liên quan đến các cái quỹ ETF thì chúng ta thấy rằng là
Ngày hôm nay thì cũng có thông tin là các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã mua vào 6.573 Bitcoin trong tuần qua, trong khi các thợ đào thì chỉ đào được khoảng 3.150 Bitcoin. Đó thì cái tương quan giữa cái lượng mua và cái tức là cái nhu cầu và cái cung đúng không, cái nguồn cung thì nó khá là chênh lệch đó. Thì tất nhiên là chúng ta phải thống kê nó trong một khoảng thời gian dài, chứ chúng ta không thể thống kê nó trong ngắn hạn đúng không ạ, một ngày hai ngày thì nó có sự chênh lệch cũng là bình thường đúng không nào, hay là một vài tuần hai tuần thì nó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thì đây cũng là một cái thông tin để chúng ta thêm cái thông tin thôi, chứ nó cũng không có thực sự nó ngắn hạn quá thì chúng ta không có đủ cái dữ liệu để chúng ta có thể đánh giá được. Nhưng mà cũng được một cái là trong những ngày qua thì theo những cái thống kê thì các cái quỹ ETF Bitcoin này giao ngay này nó có dòng tiền dương trong suốt 2 tuần qua, thì đấy cũng là một cái đồng cái sự tín hiệu tốt trong ít nhất là trong ngắn hạn đúng không nào. Thì tiếp theo cũng nói đến một cái nhân vật quen thuộc với các cái chuyên mục của chúng ta, đó chính là Michael Saylor cũng như là cái công ty của chúng ta Michael Sagi thì đang vượt trội 100% đó các so với các công ty trong chỉ số S&P 500 đó, so với cái chỉ số S&P 500. Thì trong cái thống kê này thì cho thấy rằng là cái việc mà đầu tư của Michael Saylor thì ông ta công ty của ông ta đã có cái mức tăng trưởng lên tới là 1.071%. Bitcoin thì lúc này mới tăng khoảng tầm 425% đó. Đó thì các cái S&P 500 thì nó chỉ tăng khoảng 50% 70% thôi. Đó thì đấy là một trong những cái sự so sánh. Và khi mà Michael Saylor ông ta áp dụng cái chiến lược của ông ta vào trong cái việc đầu tư trong thị trường tiền mã hóa này thì là một cái nhân vật rất là đáng để chúng ta theo dõi đúng không nào. Và cái chia sẻ này cũng cho thấy được là cái tầm nhìn và cái sự nhất quán của Michael Saylor trong cái chiến lược đầu tư vào thị trường tiền mã hóa đó. Và như số trước thì Hòa cũng đã chia sẻ ông ta đã mua tiếp tục mua thêm khoảng gần 500 triệu đô la nữa đó. Thì đấy là một trong những cái thông tin rất là đặc biệt đó về một cái nhân vật quen thuộc trong các số của chúng ta. Thì một cái tin tức nữa mà chúng ta cũng có thể là chú ý và chúng ta theo dõi đúng không? Nó là một cái thống kê để chúng ta có thể là nghiên cứu được và có thể là tạo ra một cái xác suất được để trong quá trình chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng nhìn nhận nó. Đó chính là theo những cái thống kê trong những cái giai đoạn từ năm trong các cái chu kỳ trước, chu kỳ 2016 là màu cam. Đó. Chu kỳ 2020 2021 là màu xanh đấy, màu xanh đây mọi người. Và chu kỳ của chúng ta 2024 2025 mọi người đang cho rằng trước cuộc bầu cử đây. Thì theo những cái thống kê trước đây cứ mỗi lần bầu cử thì cái Bitcoin nó đều có cái sự tăng trưởng và phát triển lên. Thì đấy là một trong những cái thống kê để mà thêm cái dữ liệu của chúng ta. Thì cái điều này cũng là cái điều mà chúng ta có thể là giải thích một cách logic được, đó chính là khi mà biết được cái xu hướng đúng không, biết được ai là tổng thống thì lúc này biết được cái xu hướng của nước Mỹ thì các cái thị trường như là thị trường tài chính, các cái thị trường nó sẽ có cái tính chất ổn định hơn, bởi vì lúc này chúng ta đã biết được cái xu hướng của nước Mỹ và cái xu hướng của nước Mỹ thì nó liên quan đến cái xu hướng của thế giới đúng không nào, thì nó lại liên quan đến cái xu hướng của thị trường tài chính đúng không nào, cái cách thức điều hành cái đất nước của các của ông tổng thống thì nó sẽ có những xu hướng khác nhau, các cái chính sách ông ta đưa ra khác nhau, thì lúc này thị trường nó mới có được một cái sự yên tâm khi mà đầu tư. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà đến tháng 11 này khi biết được xu hướng, khi biết được cái kết quả bầu cử ai sẽ là tổng thống thì nó sẽ quyết định cái xu hướng, và lúc đó thì nhiều khi là nó mới có thể có sự phát triển bứt phá được trong cái thời gian tới đó. Thì chúng ta cũng kỳ vọng vào trong giai đoạn tới này thị trường bùng nổ để những nhà đầu tư như chúng ta tìm những cái cơ hội để mà chúng ta gặt hái cái thành quả trong cái thị trường này. Đó, những cái người đầu tư đầu tiên đúng không ạ, trong những cái chu kỳ đầu tiên thì chúng ta gặt hái được cái phần thành quả, và những cái người đã đầu tư trong lâu năm rồi thì cũng như vậy, các bạn có thể là đạt được những cái kế hoạch, cái mục tiêu tài chính, cái lợi nhuận thay đổi cuộc sống đó. Đấy là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong quá trình đầu tư của chúng ta đó. Thì đấy là cái thông tin tiếp theo, chúng ta cũng chờ đợi đến hết cái cuộc bầu cử này để xem một lần nữa thị trường có phản ánh theo những cái thống kê trước đây không đó, thì chúng ta hãy chờ đợi những điều đó. Nhưng mà Hòa thấy rằng là cái xác suất đó nó cũng xảy ra, nó cũng theo cá nhân Hòa thấy rằng là nó cũng rất là cao đó, thường là như vậy. Tiếp theo thì đây là cái sự so sánh giữa 2 tỷ khi mà chúng ta 2 tỷ đô la khi mà chúng ta để trong lưu cái giá trị trong vàng, và khi mà so sánh với Bitcoin thì chúng ta chỉ để trong cái ví lạnh thôi.
Thì đây là một cái sự so sánh. Thì cái sự so sánh này nó chia sẻ với chúng ta cái điều gì ạ? Bởi vì cái thế giới của chúng ta luôn luôn phát triển. Trước đây hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm đúng không ạ? Khi mà thậm chí là xa xưa hơn, thì khi mà con người như vậy thì chúng ta những cái tài sản nguyên thủy ban đầu nó chính là đất đai, nó chính là lãnh thổ đúng không nào? Thì chúng ta tạo ra những cái vương quốc, tạo ra những cái bộ lạc và đi gọi là giành lấy cái lãnh thổ đúng không ạ? Lãnh thổ thì có gì ạ? Có đất đai, có rừng, có núi, có biển, có thức ăn đúng không ạ? Thì đấy là những cái thời xa xưa. Sau đó thì vào những cái giai đoạn thời kỳ phong kiến chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu có phát minh ra một cái loại tài sản mới, đó chính là tài sản vàng. Thì nếu mà trong cái thời lịch sử xa xưa của con người thì theo Hòa rằng là cái vàng nó cũng chưa có nhiều cái giá trị, cho đến khi người ta tìm ra được một cái thứ để mà có thể là lưu cái giá trị vào. Thì cái tích sử của chúng ta thế, đến khi mà thị trường chứng khoán ra đời, tiền giấy ra đời đúng không nào, thì chúng ta lại lưu giá trị vào trong các cái tài sản giấy, cổ phiếu, trái phiếu, rồi là tiền pháp định đó. Thì khi mà cái thị trường nó phát triển, cái thế giới nó phát triển, thì lúc này nó xảy ra những cái vấn đề trong cái tiền giấy đúng không, trong cái tiền giấy, trong cái các cái tài sản giấy, thì chúng ta lại phát minh ra một cái loại tài sản mới. Thì mỗi một cái tài sản sau nó lại tốt hơn cái tài sản trước ở một khía cạnh nhất định. Như là vàng thì mọi người có thể di chuyển đi được, còn bất động sản mọi người không thể di chuyển đi được đúng không nào? Dưới góc độ cá nhân rất là khó để mà có thể là di chuyển, thì chúng ta bảo vệ được cái đất đai đúng không nào? Bởi vì khi mà chúng ta muốn bảo vệ đất đai, chúng ta phải có một hệ thống quân đội đúng không nào? Chúng ta phải có rất là nhiều quyền lực, tài sản để thu hút được, từ đó chúng ta mới có thể bảo vệ được cái lãnh thổ biên giới của mình. Thì sau đó thì những cái cá nhân họ bắt đầu, con người chúng ta phát minh ra vàng, thì vàng lúc này nó có thể di chuyển đi được, nó có thể cất trữ được, nó có thể giải quyết được các vấn đề mà đất bất động sản không giải quyết được đó. Nhưng mà nó gặp một vấn đề là nếu mà chúng ta tích trữ một cái lượng tiền vàng lớn như này thì chúng ta vẫn cần một cái kho để lưu trữ đúng nào, chúng ta vẫn cần quân đội để bảo vệ đúng nào. Nếu mà và nó bị giới hạn, bây giờ các nước phương Tây, các nước trên thế giới bây giờ nó bị giới hạn ở về biên giới, bởi vì không có một chính phủ quốc gia nào cho phép các bạn mang cái tiền bạc vàng để ra khỏi biên giới cả. Đó, thì đấy là một trong những cái vấn đề của vàng. Sau đó thì chúng ta có tiền giấy đúng không nào? Tiền giấy thì bắt đầu cái sự lưu chuyển nó tốt hơn, nó có thể ra ngoài biên giới, nó có thể dễ dàng mang đi hơn. Và cái phát triển tiếp theo của cái tiền giấy như các bạn biết đó chính là tiền điện tử. Tức là tiền điện tử, ở Việt Nam chúng ta giải nghĩa sai cái từ tiền điện tử đúng không? Electric cash thì là tiền điện tử. Còn đâu cryptocurrency nó là tiền mã hóa, thì chúng ta hay bị trộn hai cái từ này với nhau. Đó, thì cái đó nó là một cái bước tiếp theo của tiền giấy. Đó, nhưng mà nó vẫn gặp một cái vấn đề là gì? Là các chính phủ, các công ty họ in ra quá nhiều tiền. Đúng không ạ? Họ in ra quá nhiều cổ phiếu đúng không ạ? Gọi là ở thị trường chứng khoán, nên nếu các bạn đầu tư chứng khoán thì nó bảo là bán giấy lấy tiền, thì là các công ty họ không làm ăn và họ chỉ chờ phát hành thêm, họ bán giấy cho những nhà đầu tư. Đó thì chúng ta phải mua thêm. Đó thì từ đó họ lấy cái tiền của chúng ta. Những cái công ty làm ăn không tốt, làm ăn không rõ ràng thì họ chỉ bán giấy lấy tiền thôi, họ không có sự phát triển cho công ty. Thì đấy là một cái vấn đề của cái tài sản giấy nói chung đó. Thì khi mà cái tiền mã hóa như là Satoshi sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 ra đời, thì ông ta đã nghĩ ra một cái ông ta đã nghĩ phát minh ra Bitcoin để làm hạn chế cái mục tiêu ban đầu ấy, là giúp giải quyết cái vấn đề là các chính phủ in qua ra quá nhiều tiền đó, các chính phủ, các công ty là in ra quá nhiều tiền đó, từ đó làm mất cái giá trị của cái đồng tiền. Và ông ta suy nghĩ để tạo ra cái một cái loại tài sản mới, thì đó chính là Bitcoin, đặt nền móng cho cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta. Thì đấy là một cái phần chia sẻ để mà chúng ta có thể gợi nhớ về cái quá trình phát triển của các loại tài sản, để chúng ta có thể thêm hiểu thêm về giá trị của Bitcoin. Đó, thì cái Bitcoin nó ở trên không gian mạng và nó không bị ai kiểm soát, nó dễ dàng mang đi đúng không ạ? Dễ dàng lưu trữ hơn so với các cái loại tài sản khác trước đây, nó có tính tự do hơn các loại tài sản trước đây. Đó, thì đấy là một trong những cái quá trình phát triển. Thì bây giờ mọi người không hiểu được cái giá trị của Bitcoin cũng là điều dễ hiểu, bởi vì cách đây độ 500 năm trước, khi mà tiền giấy, tiền tài sản giấy chưa ra đời đúng không ạ? Cổ phiếu chứng khoán chưa ra đời, thì làm sao chúng ta tin tưởng vào một cái tờ giấy đúng không nào? Chúng ta làm sao chúng ta tin tưởng vào một tờ giấy, và như là cái cổ phiếu, như là trái phiếu, như là tiền mã hóa đưa cho chúng ta một tờ giấy, và chúng ta sẽ không tin tưởng nó đúng không nào? Thì tiền mã hóa nó mới nên là nó vẫn cần có thời gian
để nó chứng minh được cái giá trị của nó. Nên tại tại thời điểm này, càng nhiều người không hiểu biết về tiền mã hóa thì chúng ta là những người đi tiên phong, đi đầu trong cái thị trường này, đi đầu trong lĩnh vực này, thì chúng ta sẽ tận hưởng được nhiều cái thành quả hơn. Đó, chúng ta tận hưởng được nhiều cái thành quả hơn, bởi vì là càng nhiều người biết, càng nhiều người hiểu biết thì cái cơ hội và cái tỷ lệ lợi nhuận tương lai của nó càng thu hẹp lại. Đó, đơn giản như vậy thôi, đúng không nào? Khi mà bây giờ ai mà chả biết là vàng có giá trị thì cái vàng nó rất là chậm phát triển hơn, đúng không nào? Đó, thì đấy là một trong những cái mà thị trường của chúng ta, thì chúng ta đọc lại câu chuyện về lịch sử của các loại tiền mã hóa, tiền tài sản trong quá khứ của chúng ta, để chúng ta thêm hiểu thêm về Bitcoin là như vậy. Chúng ta sẽ đến với những tin tức tiếp theo. Chúng ta vừa đi hơi xa, đúng không? Thì Hòa cũng muốn cố gắng trong những cái số chúng Hòa sẽ chia sẻ những cái sự hiểu biết của Hòa khi mà Hòa học được trong công thức đầu tư tiền mã hóa, và anh ta có chia sẻ cũng như là những cái thông tin để mà có thể là cùng với các bạn chúng ta cùng thảo luận về một cái vấn đề, để chúng ta làm rõ hơn những cái vấn đề mà chúng ta chưa hiểu được. Thì từ đó chúng ta mới có thêm được những cái kiến thức thông tin cần thiết trong quá trình mà chúng ta đầu tư. Thì mong muốn của Hòa là như vậy, nên Hòa sẽ chia sẻ nhiều hơn trong cái khuôn khổ của những cái thông tin này. Đó, thì tiếp theo chúng ta có những cái thông tin là ông Tổng thống Putin, ông ấy đã ký cái luật hợp pháp hóa Bitcoin và khai thác tiền mã hóa. Thì bây giờ các cái công ty hay là các cái chính phủ họ đều muốn tham gia càng sớm càng tốt trong cái miếng bánh lợi nhuận này, cái miếng bánh thị phần này. Bởi vì cái thị trường này còn quá mới, tất cả các chính phủ họ đều phải tham gia vào thị trường này. Và đặc biệt với một cái nước như Nga, đúng không nào? Thì mọi người thấy rằng là Nga thì họ bị cấm vận, họ bị phong tỏa cái tiền của họ. Và bây giờ họ phải tìm những cái phương thức thanh toán mới, đúng không nào? Trong cái hệ thống thanh toán của họ thì cũng chỉ có một số nước thôi. Và bây giờ họ phải tìm những cái phương thức thanh toán mới. Thì đấy cũng là một trong những cái để mà chính phủ, và các chính phủ họ cũng nhắm đến. Và sau khi mà chính phủ Nga họ sử dụng cái tiền mã hóa này, thì cái tính ứng dụng của tiền mã hóa nó được phát triển hơn. Các chính phủ trên thế giới là họ dùng, thì lúc này các chính phủ khác muốn giao thương với họ cũng phải sử dụng cái tiền mã hóa của chúng ta. Thế thì lúc này nó sẽ lan tỏa và cái tính ứng dụng nó ngày càng cao. Và cũng như giống như câu chuyện các cái ATM, các cái máy ATM về Bitcoin bây giờ đang ở trên thế giới, đang càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đó, thì cho thấy rằng là cái tính ứng dụng của cái thị trường tiền mã hóa chúng ta có ở Đức, chúng ta có ở Tây Ban Nha. Đó, thì càng ngày nó càng mở rộng ra hơn cho cái thị trường này. Thì cái tính ứng dụng nó ngày càng cao. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó như vậy. Cho đến khi cái lượng người dùng, mọi người hiểu biết nhiều hơn, ứng dụng nhiều hơn, thì lúc này nó đã là một cái thị trường hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đô rồi, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta là những người sống trong thị trường, chúng ta tận hưởng được cái xu hướng đó. Đó, thì đấy là cái thông tin tiếp theo. Thì ngày hôm nay thì có thông tin mới về Kamala Harris cuối cùng cũng đã phá vỡ sự im lặng về tiền mã hóa báo cáo. Thì ngày hôm nay có một bài chia sẻ của bà ứng cử viên hay là phó tổng thống hiện tại và là ứng cử viên tổng thống trong cái của nước Mỹ trong giai đoạn tới. Thì bà ta cũng chia sẻ cái quan điểm của mình về tiền mã hóa. Và ở đây thì bà có chia sẻ rằng là chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để mà đầu tư vào khả năng cạnh tranh của nước Mỹ, đầu tư vào tương lai của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ khuyến khích công nghệ tiên tiến như AI, tiền mã hóa, trong khi bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư của chúng tôi. Đó, thì bà Kamala Harris bà có phát biểu trong một cái buổi gây quỹ ở Manhattan. Thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái môi trường kinh doanh an toàn và quy tắc nhất quán và minh bạch. Đó, chúng tôi sẽ đầu tư vào chất bán dẫn, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp khác trong tương lai. Chúng tôi sẽ cắt giảm tình trạng quan liêu không cần thiết. Đó, thì đây chính là một trong những cái chia sẻ của bà Kamala Harris. Và trong cái bài có cái phần chia sẻ này thì bà cũng thấy rằng là khi mà người ta nói rằng là chúng tôi sẽ cắt giảm tình trạng quan liêu và không cần thiết, tức là tại thời điểm hiện tại nó là quan liêu và nó không cần thiết, đúng không nào? Thì cái cuộc chia sẻ của bà Kamala Harris thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ đang là giai đoạn tranh cử, đúng không? Họ sẽ tìm mọi cách để họ sẽ thu hút cái sự ủng hộ. Đó, nên là kể cả Donald Trump hay là Kamala Harris thì bà ta đều phải nói tốt về các thị trường nơi mà có nhiều những ứng cử viên họ đang quan tâm đến thị trường này. Đó, thì đấy là một trong những cái mà thị trường nó chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Còn thực tế là họ có làm như vậy không thì chúng ta nhìn vào những hành động trong suốt quá trình qua
thì chúng ta sẽ rõ hơn xem là ai mới là cái người có xác suất cao hơn ủng hộ cái thị trường tiền mã hóa này cao hơn. Thì có lẽ Hòa vẫn đánh giá, cá nhân Hòa vẫn đánh giá là Donald Trump là gương mặt sáng giá hơn đó cho cái việc ủng hộ cái thị trường tiền mã hóa. Khi mà ông ta mới đây thì ông ta đã đưa ra cái đồng tiền mã hóa của riêng mình, rồi ông ta nói những cái thông điệp ủng hộ Bitcoin, đúng không ạ? Hay là trong cái phần đầu tiên của số ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rồi, ông ta cũng chia sẻ về cái tầm nhìn của ông ta, về cái kế hoạch của ông ta đối với cái Bitcoin và tiền mã hóa. Thì đấy là một trong những cái cụ thể, rất là cụ thể, đúng không nào? Còn đây là nói chia sẻ như này thì nó không có hành động cụ thể, thì cái xác suất để mà bà Kara Harris ủng hộ nhiều hơn, làm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho thị trường này nó là thấp. Cá nhân Hòa đánh giá là như vậy đó. Thì chúng ta sẽ đến với những tin tức tiếp theo, đó chính là luật sư ủng hộ tiền điện tử John Deaton xác nhận cuộc tranh luận sắp tới với Elizabeth Warren, nói rằng là bà là người vận động hành lang hàng đầu cho các ngân hàng lớn. Thì cái nhân vật Warren, Elizabeth Warren là một cái nhân vật rất là quen thuộc và nổi tiếng trong các số của chúng ta, đúng không nào? Thì tới đây thì là ngày sắp tới đây thì là ông luật sư này ông ta sẽ có một cái buổi tranh luận với cái người nổi tiếng gọi là chống lại tiền mã hóa đó. Thì chúng ta hãy sắp tới chúng ta sẽ chờ xem cái cuộc tranh luận này giữa ông luật sư này và cái bà này là như thế nào. Thì thực ra thì chúng ta cũng đã theo dõi nhiều cái bài viết, nhiều cái chia sẻ của cái bà Warren này, nhưng mà nếu mà xét về một cách logic thì Hòa thấy nó không hợp lý lắm. Mà bà ta nói vì cái lợi ích của bà ta và cái nhóm lợi ích của bà ta thôi. Đó, thì trong cái bài chia sẻ này thì ông John này ông cũng chia sẻ rằng là vào ngày 15 tháng 10 chúng ta sẽ có buổi tranh luận đầu tiên. Warren đã thực sự trở thành người vận động hành lang số 1 của Hoa Kỳ cho các ngân hàng lớn. Đừng bao giờ chú ý đến những gì chính trị gia sự nghiệp thích, Warren nói. Đừng bao giờ đó, đại loại là đừng bao giờ chú ý đến những cái lời nói của bà này. Đó, chú ý đến những gì họ làm. Đó, đừng nghe những, đại loại là đừng nghe những gì người ta nói, hãy xem những gì người ta làm. Đó. Ví dụ bà lên án các giám đốc ngân hàng đáng phải ngồi tù vì đã gây ra cuộc đại khủng hoảng tài chính, nhưng bà lại ủng hộ các ngân hàng gói cứu trợ 12 năm trước. Bà đã hứa với Washington để buộc những người làm ngân hàng đó phải chịu trách nhiệm. Một thập kỷ sau, những người làm ngân hàng đó lại viết hóa đơn cho bà. Đây là một bức ảnh chụp nhanh về Warren bằng chính những lời nói và hành động của bà. Tình cảm thực sự mà bà dành cho những người làm nghề ngân hàng, thái độ trung thực của bà đối với biến đổi khí hậu, đó là một mối đe dọa hiện hữu cho đến khi nó trở thành sự bất tiện. Bằng chứng không thể chối cãi rằng bà là một phần của đầm lầy tham nhũng Washington là lý do thực sự khiến bà muốn cấm Bitcoin và tiền mã hóa ở Hoa Kỳ. Đó, thì đấy là một trong những cái gọi là có thể nói là cáo buộc với cái bà này. Đó, thì ở đây có những cái video chia sẻ những cái gì mà bà ta nói và những cái bằng chứng bà ta nói và làm thì lại nói một đằng làm một nẻo đó. Trong khi ở đây Hòa xem những cái video ở đây là trong khi bà ta nói về cái việc là môi trường đây này, carbon hay là biến đổi khí hậu, thì bà ta lại đi máy bay phản lực đấy. Thì bà ta đi máy bay phản lực, thì như mọi người biết rằng như Hòa tìm hiểu thì cái máy bay phản lực này nó có cái khí xả thải tương đương với một chuyến đi của nó có thể tương đương với người khác xả thải đi bằng xe hơi cả một năm đó. Đấy, thì đấy là khi mà bà ta nói về các vấn đề đó thì bà ta lại sử dụng cái phương tiện tạo ra rất là nhiều khí carbon đó. Thì đấy là một trong những cái, hay là trong những cái này dẫn chứng lại hết những cái video mà chia sẻ về bà ta, thì đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn về cái góc độ, đúng không ạ? Cái góc độ lợi ích ở trong các cái bài chia sẻ này nó mới là cái quan trọng đó. Thì lợi ích nó là cốt lõi của cái hành động của hầu hết mọi người đó. Họ phải có cái điều gì đó thì họ mới làm. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cũng sẽ xem những cái tin tức ở đây, và để chúng ta xem đâu là thực, đâu là gọi là ở Việt Nam đâu là thực, đâu là hư đấy. Đấy, thì là đó. Tiếp theo chúng ta đến với những tin tức tiếp theo, đó chính là Bitcoin và Solana mới Rick Boy đó đã công bố rằng Coinbase có kế hoạch đưa CBBTC đến với Solana.
Thì đây cũng là một trong những cái tin tức của cái thị trường mà mọi người đang rất là quan tâm trong những ngày qua. Thì nó có liên quan đến Coinbase, thì chúng ta có rất là nhiều cái thông tin liên quan đến Coinbase. Thì sau khi mà có những cái thông tin về CBBTC, thì một trong những cái nhân vật rất là nổi tiếng đó chính là người sáng lập ra cái mạng Tron, đúng không ạ? TRX đấy, thì để chia sẻ với mọi người, thì anh ta cũng nói rằng là CBBTC thiếu, không thể kiểm soát và có thể đóng băng số dư của bất kỳ ai bất cứ lúc nào. Về cơ bản chỉ cần tôi tin tôi đi, bất kỳ lệnh triệu tập nào của chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể tịch thu tất cả BTC của bạn. Không có đại diện nào tốt hơn BTC của Ngân hàng Trung ương hơn thế này. Đây là một ngày đen tối của Bitcoin. Đó, đấy là một cái chia sẻ của Justin Wang khi mà nói Sun nói về cái này. Thì như mọi người biết rằng là Justin Wang Sun này thì cũng có một cái gọi là WBTC. Nó cũng là một cái dạng DTC bọc, tức là BTC giả đấy. Về bản chất nói là BTC giả là như vậy, kể cả CB, BTC nó đều là Bitcoin dạng bọc đấy. Thì nó đều là một cái dạng không phải là thực tế, bởi vì không phải là nó không phải là BTC trong cái hệ thống của chúng ta. Đó, những cái thông tin, những cái hệ thống này nó sẽ bên ngoài cái mạng lưới đó. Thì mọi người phải hiểu sơ bộ, hoặc có thể giải thích cho mọi người sơ bộ là như vậy, tức là nó là một dạng BTC bọc, nó là một cái dạng giả, BTC giả, tức là nó được bảo chứng, nó được đảm bảo bằng một cái lượng tương tự như vậy đó. Thì mọi người đang ở bên ngoài giao dịch ngoài cái hệ thống của Bitcoin. Bình thường ra mọi người giao dịch thì sẽ giao dịch trong hệ thống của Bitcoin, thì cái BTC bọc này nó sẽ giao dịch bên ngoài hệ thống của Bitcoin. Và ví dụ như là Coinbase thì họ đang làm phát triển ở đây, thì họ sẽ làm trên hệ thống Solana đó, cái mạng lưới Solana, đúng không nào? Thì với tất cả những cái đó thì chúng ta cũng đang theo dõi những cái này, những cái thông tin này, và có rất nhiều cái thông tin ở đây mà chúng ta cần chú ý. Đó là chính là cái việc mà giao dịch Bitcoin với những nhà đầu tư, thì như anh Tài chia sẻ, chúng ta sẽ mua Bitcoin thực và chúng ta lưu trữ vào trong ví lạnh, là một cách bảo vệ an toàn nhất cho các tài sản của chúng ta đó, để tránh khỏi những cái phiền phức không đáng có đó. Thì đấy là một trong những cái cách thức để mà chúng ta đầu tư và chúng ta lưu trữ cái tài sản nó được an toàn. Còn những cái Bitcoin bọc này thì hiện tại với những cái gì mà anh Tài chia sẻ, thì chúng ta sẽ không đầu tư, không mua những cái này trong 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 cái trong hiện tại, đúng nào? Và có thể là như thế, có thể trong tương lai chúng ta cũng sẽ không lưu trữ các cái BTC bọc này. Thì mọi người phải lưu ý bằng như thế, và muốn chia sẻ thông qua thông tin này. Thì cũng liên quan đến Coinbase, thì cũng có một cái tin đồn Coinbase đang viết giấy nợ Bitcoin cho BlackRock và họ đang kìm hãm giá đó. Thì đây là cũng là một trong những cái chia sẻ, và nó cũng cách đây khoảng mấy tháng rồi, cách đây từ tháng 5 nó đã có những cái thông tin như vậy rồi. Thì đây là những cái thông tin chia sẻ của Brian Armstrong, là người sáng lập về Coinbase đó. Thì anh ta cũng chia sẻ nó trước tin đồn, phản ứng trước tin đồn của CEO. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể là xem những cái tin tức, thì từ những ngày 16 tháng 5, thì khi mà Hòa đọc cái bài này thì của anh Tyler này, anh ta có chia sẻ rằng BlackRock có thể đã lấy bao nhiêu Bitcoin tùy thích từ Coinbase và giao dịch được ghi lại ngoài chuỗi đó. Các bạn hiểu ý không ạ? Đấy, như 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 Hòa vừa giải thích với mọi người đấy, bởi vì là Hòa không chưa giải thích được một cách rõ ràng hết, nên là Hòa sẽ đọc cái này để mọi người có thể hiểu hơn về cái CBBTC hay WBTC nó là cái dạng như thế nào. Tôi muốn xem xét ví các tất cả các ví ETF. Cảm ơn Brian. Đồ khốn nạn to xác. Đó, thì đây là một trong những cái anh này anh cho rằng là khi mà đại loại đây, để mà đọc cho các bạn luôn là anh này giải nghĩa như nào, và chúng ta cũng có thêm những cái thông tin. Thì điều này có nghĩa là họ có thể vay Bitcoin từ Coinbase để bán khống và không cần phải xuất trình bất cứ kỳ bằng chứng nào cho thấy họ nắm giữ một một. Ngoài ra còn có thời hạn thanh toán 2 đến 30 ngày. Tất cả các thanh toán đều được thực hiện bằng tiền mặt. Đó. Thì đấy là một trong những cái thông tin vào thời điểm tháng 5 khi mà anh này anh cáo buộc. Thì đấy là đây thì là hơn một nửa số ví được chi tiêu và luân chuyển qua ví nóng của Coinbase đã đến lúc cập nhật danh sách ví và xóa tất cả các ví cũ trống đó. Thì đấy là một trong những cái thông tin.
Ban đầu khi mà trước đây Hòa đọc cái thông tin này thì tại thời điểm đó Hòa cũng không thực sự hiểu lắm. Sau đó thì tìm hiểu thì bây giờ mình có thể là hiểu hơn một chút xíu để giải thích sơ bộ cho các bạn là đại loại nó là một cái loại giả đấy. Thì Bitcoin giả thì các bạn cứ hiểu như vậy, thì khi mà các bạn lưu trữ, các bạn đầu tư trong cái thị trường tiền mã hóa này, giả sử các bạn có đầu tư thì các bạn phải lưu ý cái điều đó. Thì ở đây là và ngày hôm nay thì cũng có thêm cái thông tin nữa, đó chính là BlackRock đã sửa đổi cái thỏa thuận lưu ký ở Coinbase để yêu cầu rút tiền trong vòng 12 giờ giữa tin đồn nợ lần đó. Thì đây là một trong những cái thông tin cũng liên quan đến Coinbase và BlackRock. Thì như mọi người biết rằng là BlackRock là một trong những cái tập đoàn đầu tư nó rất là lớn, rất là lớn, và nó có sức ảnh hưởng và chi phối rất là lớn. Cái việc mà họ nó có tác động và ảnh hưởng đến Coinbase cũng là điều bình thường, cũng là điều bình thường, chúng ta cũng có thể là dễ hiểu đó. Nên là cái luật chơi các quy định thì đôi khi là Coinbase nó sẽ họ sẽ phải phụ thuộc vào cái tập đoàn đầu tư này. Thì như mọi người thấy rằng là ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là theo hồ sơ của SEC vào ngày 16 tháng 9 sửa đổi với thỏa thuận môi giới của Coinbase, đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện quy trình rút tiền và quản lý tài sản giao dịch chưa thanh toán. Thì đại loại là chúng ta sẽ thấy có một số cái điểm ở đây để mà nó thay đổi. Đó chính là thứ nhất, đó chính là nhằm điều chỉnh phản ánh nỗ lực của BlackRock nhằm nâng cao khuôn khổ hoạt động của cái quỹ ETF giao ngay của BlackRock này, bằng cách tinh chỉnh các khả năng rút tiền, cung cấp sự linh hoạt trong cái việc quản lý tài sản, các cái giao dịch chưa thanh toán. Công ty này hướng đến cái mục tiêu là cải thiện tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư, tổ chức cần chuyển động tài sản kịp thời mà không bị cản trở bởi các khoản thanh toán là giao dịch chưa thanh toán đó. Thì đây là một trong những cái đưa ra của gọi là BlackRock đó. Thì đấy là, và trong những cái thông tin này thì CEO của Coinbase cũng nói rằng là cũng cũng có thể giải quyết các khiếu nại, làm rõ bằng tất cả những hoạt động đốt liên hoàn liên quan đến ETF trong phạm vi lưu ký của công ty cuối cùng đều được giải quyết trên chuỗi đó. Ông lưu ý rằng là các khách hàng tổ chức có các tùy chọn ngoài chuỗi trước khi giao dịch được giải quyết trong trên chuỗi đó, tức là họ sẽ có những cái giao dịch ở bên ngoài chuỗi trước đấy. Thì đấy là một trong những cái chẳng hạn như là giao dịch tại quầy giao dịch với các cái khoản tiền được giải quyết trong kho lưu trữ của Coinbase trong vòng một ngày làm việc. Armstrong nói rằng là thêm thêm rằng là khi mà người dùng phải tin tưởng một bên lưu ký tập trung để lưu trữ Bitcoin hỗ trợ các sản phẩm của Coinbase thì công ty này hoạt động minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý. Thì đấy là mà mọi người đọc như thế, Hòa giải thích là như này này, tức là cái Bitcoin của chúng ta nó là cái mạng lưới gọi là phi tập trung, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm giao dịch ở bên ngoài chuỗi theo góc độ Hòa hiểu thì nó lại thành chi phối và nó lại trở thành giao dịch tập trung, chứ nó không phải là giao dịch phi tập trung nữa. Đó thì đấy là một trong những cái mà Hòa nhận thấy có thể là như vậy. Với cái lượng tiền đầu tư rất là lớn của BlackRock thì cái việc mà họ chi phối giống như cái câu chuyện của anh chàng này khi mà anh ta chia sẻ, thì là tức là họ có thể bán ra mà không cần phải xuất trình bất kỳ bằng chứng nào đó, thì là có thể bán mà không có cái tỷ lệ nắm giữ 1:1 này như họ đã chia sẻ đó. Thì đứng đằng sau ở đằng sau các cái thông tin, đằng sau các cái sàn đó thì chúng ta cũng không thể nào chúng ta kiểm soát được. Nếu là các bạn là những cái người nhà đầu tư hay là những người ở bên ngoài thì ta không thể hiểu được bên trong đó, còn chưa nói đến cái việc là tác động đến cái chính sách, để tác động đến cái các cái vấn đề trong cái giao dịch với một cái ông lớn như BlackRock này đó. Thì có rất là có thể là họ cũng có thể là thao túng được cái thị trường của chúng ta là chuyện bình thường, đúng không nào? Thì ở đây tin tức là BlackRock đã sửa đổi cái thỏa thuận giám hộ của họ Coinbase đó. Thì đấy là như đã nêu chi tiết từ hồ sơ của SEC bản sửa đổi cập nhật ngày 2.1 thỏa thuận dịch vụ lưu ký Coinbase hiện phải xử lý việc rút tài sản kỹ mã hóa về địa chỉ blockchain công khai trong vòng 12 giờ kể từ khi được hướng dẫn từ trust hoặc đại diện các được ủy quyền bởi trust, tùy thuộc vào các yêu cầu số dư cụ thể đó.
Thì đấy là một trong những cái thông tin thì mọi người có thể đọc thêm kỹ hơn trong cái phần link ở đây. Các bạn có thể truy cập vào cái trang này của anh này, cũng như là vào cái sec.gov này để mà có thể là tìm hiểu thêm nếu các bạn quan tâm đến các cái vấn đề này liên quan đến dịch vụ lưu ký sẽ cho phép khách hàng đây này. Thì các bạn có thể đọc được tất cả các thông tin này được ghi trên SDC nhé. Đó, thì đấy là một cái thông tin tiếp theo. Chúng ta cũng có một cái thông tin cuối cùng tiếp theo nữa, chưa phải cuối cùng, của cựu giám đốc công nghệ Coinbase. Đó, thì anh này cho biết là Bitcoin nhằm mục đích ngăn chặn nhà nước từ từ rút cạn tài sản của bạn. Thì Fed muốn bạn chết chỉ một chút mỗi năm. Đó. Thì đây cũng là cái chia sẻ, thì góc độ đọc góc độ này là cũng hơi tiêu cực, nhưng mà ý của cái anh này cũng như là cái phần chia sẻ này có nghĩa là theo góc độ Hòa hiểu rằng là với các cái đồng tiền pháp định như ban đầu Hòa chia sẻ với mọi người trong cái chia sẻ về cái sự phát triển của các loại tài sản, mọi người biết rằng tài sản giấy thì nó gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó chính là in quá nhiều. Và như là bây giờ chúng ta đang Hòa đang cầm $1, đúng không ạ? Hòa đang cầm $1 ở đây, mà chính phủ Mỹ họ tổng cái lượng đô la trên thế giới này nó là $100, và Hòa đang cầm $1, và chính phủ ngay lập tức in ra thêm $20 nữa, tức là tổng cái nguồn cung trên thị trường, đúng không? Tổng cái nguồn cung trên thị trường lúc này là $120. Thì $120 này thì lúc này có nghĩa là gì? Cái $1 của Hòa lúc này nó không còn $1 nữa. Nó không còn có giá trị là $1 nữa, bởi vì cái giá trị của nó đã phải chia đều cho 120 đồng đô la còn lại. Đó, tức là $1, chúng ta có thể là lấy $1, chúng ta có thể lấy 1, sau đó chúng ta chia cho 1.2, thì có nghĩa là lúc này $1 của Hòa nó chỉ có 0,8333 cái giá trị của cái đô la mà Hòa cầm. Đó, các bạn hiểu hình dung nôm na nó như vậy để các bạn hiểu rằng là cái việc in tiền thì nó ảnh hưởng đến người ta như nào. Nhưng mà cái việc này nó không in liền một lúc như thế, mà nó cứ in từng chút một. Và nếu mà bạn cầm tiền mà bạn không biết đầu tư cái giá trị thì tiền nó sẽ bị lạm phát dần theo thời gian là như thế. Bởi vì họ cứ in thêm một đồng tiền là cái giá trị của bạn, cái đồng tiền trong $1 của bạn cầm trong tay nó sẽ bị mất đi, nó sẽ giảm đi dần. Đó, thì đấy là cái ý của ông này theo góc nhìn mà Hòa hiểu được về bài chia sẻ của anh ta. Đó, thì tiếp theo ở đây với đến những cái tin tức tiếp theo đó chính là Fed đang thực hiện chiến lược cắt giảm lãi suất năm 1995. Thì đây là Fed là một trong những cái thông tin mà chúng ta rất là quan tâm trong thời gian tới. Thì đây có một bài chia sẻ phân tích thì chúng ta cũng biết là như vậy thôi, đúng không nào? Thì như chúng ta biết rằng là cái giai đoạn vừa qua thì Fed đã giảm 50 điểm phần trăm. Thì ở đây có một phần chia sẻ, đó chính là quan điểm của chúng tôi khi chu kỳ cắt giảm lãi suất này sẽ có thể diễn ra giống như hiệu chỉnh chính sách trong cái nhiệm kỳ của chủ tịch của Fed Greenspan vào những năm 1990. Ngay cả khi thị trường lao động Mỹ xấu đi nhiều hơn, chúng ta vẫn mong đợi Fed theo sau thị trường, thì cũng không có mối đe dọa thực sự nào về một cuộc suy thoái sâu. Đó thì là cái quan điểm của ông này. Chúng tôi cho rằng sự hạ cánh mềm vẫn còn rất nhiều, và trong khi nguy cơ của Fed theo sau thị trường là có thật, thì chúng tôi nghĩ rằng hậu quả của việc có thể kiểm soát được thật khó để có thể thấy trước được những điều gì tồi tệ hơn một cuộc suy thoái nhẹ. Đó thì đấy là một trong những cái nhận định của bài viết này, cho rằng là như vậy. Thì chúng ta cũng không muốn là kinh tế suy thoái, đúng không nào? Chúng ta không muốn là thế giới kinh tế suy thoái, bởi vì kinh tế suy thoái như thế thì là rất là ảnh hưởng đến mọi người, và chúng ta không muốn có một cuộc suy thoái như thế. Đó, thì nhìn chung là như vậy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người trên thế giới này, và chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta cũng muốn là thế giới của chúng ta nó được phát triển, nó được thịnh vượng, nó được phát triển đi lên. Đó, và cái tin tức cuối cùng thì là ngày hôm nay đó cũng là sau 25 đó, sau 25 kể từ khi mà Bitcoin có giá là $19,000, sau 25 thì Fed đã cắt giảm lãi suất ETF hoạt động và Bitcoin đã trở lại bơm hơn $60,000. Thì đó, sau 25 kể thời điểm năm 2022, đúng không nào, khi mà cái thị trường của chúng ta sụp đổ, thì đến nay cái thị trường này nó đã gấp 3 lần rồi, đúng không ạ?
đã gấp hơn 3 lần rồi. Đó chính là một trong những cái tin tức cuối cùng thông qua cái số ngày hôm nay Hoàng muốn chia sẻ với mọi người. Đó thì trong thị trường của chúng ta nó là luôn luôn như vậy, và chúng ta có những cái sự phát triển của thị trường trong suốt 2 năm qua, kể từ cái chu kỳ trước khi mà Bitcoin đạt đến 69.000 và bây giờ thì sập xuống, sau đó sập xuống và bây giờ nó đã phát triển trở lại cái mức hơn 60.000 đô la. Thì đấy là một trong những cái thông tin cuối cùng nữa để chúng ta có thể nhìn lại quá trình đầu tư. Thì trong suốt quá trình đầu tư như vậy, nó nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch đầu tư, chúng ta không có cái sự hiểu biết, thì thực sự rất là khó để các bạn có thể là cầm nắm giữ được các tài sản như là Bitcoin hay tiền mã hóa, bởi vì thực sự nó rất là đau đớn, đúng không nào? Các bạn có thể hình dung là nếu mà các bạn cầm vào những năm cuối năm đầu năm 2022, đúng không nào, bắt đầu khi thị trường gấu khi mà nó lao dốc từ 60.000 đô la, hơn 60.000 đô la và nó xuống đến tận 15.000 đô la, thì nếu mà chúng ta không có một kế hoạch đầu tư và chúng ta không có phương pháp đúng, thì chúng ta sẽ là rất là đau đớn và không có nhiều người có thể trải qua được cả một quá trình 2 năm như vậy. Nhưng nhìn lại 2 năm thì nó có vẻ rất là ngắn, nhưng mà nếu mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta cầm nắm những cái tài sản mà nó đang có cái xu hướng giảm giá như vậy, thì thực sự nó rất là đau đớn. Đó thì đấy là cũng một cái phần nữa chia sẻ với mọi người. 2 năm nó thấm thoát, nó đã trôi qua kể từ cái thời điểm này, tháng 8, Hòa nhớ rằng là tháng 8 năm 2022 thì Hòa tham gia học công thức đầu tư tiền mã hóa, và tại từ thời điểm đó thì là cũng tương đương với 2 năm rồi. Thì 2 năm đó nó trôi qua rất là nhanh, có rất là nhiều cái kỷ niệm, có rất là nhiều cái kiến thức học được trong cái thị trường tiền mã hóa này, nhưng mà nhìn lại thì nó rất là nhanh. Nhưng mà để mà trải qua 2 năm đó thì nếu mà không có kinh nghiệm, không có kiến thức thì nó cũng là một cái sự rất là vất vả, đau đớn. Và trong cái như là mọi người biết rằng là mặc dù là tháng 8 2022 là Hòa học anh Tài, nhưng mà Hòa lại không áp dụng và không hỏi anh Tài khi cần thiết, nên là vào thời điểm cuối năm 2022 cũng là mang lại Hòa đã trải nghiệm thế nào là gọi là cháy tài khoản đó, thế nào là mất tiền trên cái thị trường chứng khoán này, và cảm nhận cái nỗi đau trong suốt quá trình từ 2021 thị trường trâu, từ thị trường bò, sau đó là thị trường gấu, trong suốt quá trình 2022 là một quá trình rất là đau đớn. Và các nhà đầu tư nếu mà chúng ta không học được cái công thức, chúng ta không có một cách đầu tư bài bản trong thị trường, thì những cái nỗi đau đó các bạn sẽ phải nếm trải. Và nếu mà các bạn may mắn được gặp những cái người có đủ kinh nghiệm, kiến thức để mà có thể là giúp các bạn hoạch định cho mình một cái kế hoạch đầu tư và xây dựng cho các bạn một cái hệ thống đầu tư làm lời đều đều qua thời gian, thì đấy là một trong những cái việc rất là nó sẽ là một cái bước tiến rất là lớn. Bởi vì Hòa thực sự luôn, trong thị trường đầu tư chứng khoán ở Việt Nam này không có cái công thức và hệ thống nào đâu các bạn ạ. Không có cái công thức và hệ thống nào dạy mà bài bản, từ phương pháp mua vào, phương pháp bán ra, phương pháp cầm, cũng như là cân bằng danh mục rồi các thứ, để xếp lại, ghép lại thành một hệ thống đó, rồi là cái công thức truyền lại cái tài sản cho thế hệ sau, sẽ không có đâu. Đây là một trong những cái kiến thức ở trên phố Google các bạn. Chúng ta đang là những người Việt Nam mà chúng ta được học một cái phương pháp trong cái thị trường đầu tư gọi là phát triển nhất, một trong những cái thị trường tiến bộ nhất, một trong những cái thị trường có nhiều nhà đầu tư giỏi nhất, và xây dựng cho chúng ta một cái hệ thống công thức để mà đầu tư được trong cái thị trường tiền mã hóa này. Thì đấy là một trong những cái giá trị rất là lớn. Khi mà Hòa học xong cái công thức đầu tư tiền mã hóa vào những năm 2022, thì lúc đó Hòa đã hiểu được là tại sao mình lại gặp phải những sai lầm như thế đó. Nhưng mà cái cảm xúc của Hòa khi mà gặp phải cái vấn đề, Hòa không ra được quyết định để mà cắt lỗ đó, không không ra được để mà bảo vệ mình đó, cho đến khi mà gọi hỏi anh Tài thì anh Tài bảo quá trễ rồi, lúc này hỏi không còn giá trị nữa, bởi vì nó hết rồi, nó không còn gì để mà làm cả. Bây giờ giữ cũng khó, cũng cũng được à, bây giờ nói là bán cũng khó, mà bây giờ giữ cũng nói nó cũng khó đó, bởi vì nó nên là phải phụ thuộc vào cái kinh nghiệm như vậy thì nó mới có thể là giúp được chúng ta giải quyết các vấn đề trong thị trường. Thì đấy là một trong những cái phần cuối mà Hoàng muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay nó cũng hơi dài. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như bạn thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho Phương Pháp Thành Công một like, chia sẻ video này với những người đang quan tâm trong thị trường đầu tư tiền mã hóa. Và đừng quên, nếu như bạn đang quan tâm đến một cái công thức đầu tư làm lời đều đều qua thời gian, thì công thức đầu tư tiền mã hóa của Tài Phu là một trong những cái công thức có đầy đủ như vậy, và đã giúp cho hàng trăm người
tạo ra cái lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Và nếu bạn quan tâm điều đó, hãy bấm vào phươngphapthanhcong.com để tìm hiểu, hoặc là cryptocurrency.market để tìm hiểu thêm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số tiếp theo.